Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube ngày hôm nay. Như chúng ta biết rằng thì Google Maps là một trong những cái phần mềm dẫn đường rất là tuyệt vời mà chúng ta thường vẫn hay dùng. Và mới đây thì Google Maps đã cho ra một cái tính năng rất là tuyệt vời, đó là chia sẻ vị trí của mỗi người cho nhau. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái tính năng này nó như thế nào. Và điều đầu tiên thì để có thể sử dụng được cái tính năng này thì tốt nhất cái chương trình Google Maps thì chúng ta nên cập nhật phiên bản mới nhất. Và mục đích để tìm hiểu cái tính năng đó là chia sẻ vị trí thì ngày hôm nay thì tôi sẽ dùng chiếc điện thoại của vợ tôi để mà tôi theo dõi vị trí của cô ấy. Và như các bạn có thể thấy trên màn hình ấy, thì tôi có hai cái điện thoại, đó là chiếc điện thoại ở bên tay trái là màu đen và chiếc điện thoại ở bên tay phải là màu trắng, đó là cái điện thoại của tôi. Chiếc màu đen là cái của vợ tôi. Và hôm nay thì tôi sẽ lấy hai cái điện thoại này ra để mà tôi muốn thử nghiệm cái tính năng theo dõi vị trí xem nó như thế nào. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái chương trình Google Maps trên chiếc điện thoại của vợ tôi, đó là chiếc điện thoại màu đen. Như các bạn có thể thấy thì vị trí mà cô ấy đang đứng thì nó trùng với vị trí của tôi vì hai chiếc điện thoại này nó gần nhau. Và bây giờ thì tôi muốn theo dõi chiếc điện thoại màu đen này, tức là chiếc điện thoại của vợ tôi. Thì chúng ta sẽ vào cái thao tác, đó là chúng ta bấm vào cái menu ở trên này. Ở đây thì chúng ta có thể thấy thì cái chương trình Google Maps thì nó sẽ có thêm cái tính năng, đó là Share Location, tức là chia sẻ vị trí nằm ở cái dòng thứ tư này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bấm vào đó để chúng ta có thể xem được những cái tính năng tiếp theo. Let friend know where you are. Hãy để bạn bè của bạn biết bạn đang ở đâu. Chúng ta bấm Get Star. Ở đây thì nó cho chúng ta đó là có mấy cái mức thời gian để mà chúng ta chia sẻ cái vị trí. Thì từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ gì đó đến 3 ngày luôn thưa các bạn. Và bên dưới này thì nó cho chúng ta đó là theo dõi không giới hạn, tức là chúng ta có thể theo dõi mãi luôn bằng cách bấm ở dưới này. Thì khi mà bấm ở dưới này ấy, thì nó chỉ có một cái tính năng duy nhất, đó là chúng ta sẽ chọn cái người mà chúng ta chia sẻ. Còn mà ở cái tính năng bên trên này thì nó sẽ cho chúng ta nhiều cái lựa chọn hơn, tức là giới hạn thời gian thì nó sẽ có nhiều cái cách để mà chia sẻ vị trí hơn. Tôi cũng không rõ vì sao mà Google Maps lại đưa ra những cái lựa chọn như vậy. Có thể là chắc chắn là đó là chúng ta chính xác muốn chia sẻ với ai, chứ không phải đó là copy cái đường link chia sẻ một cách đại trà cho nhiều người cùng xem khi mà chúng ta chia sẻ một cách không giới hạn, không có thời gian dừng lại. Và trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn cái mức đó là không giới hạn, và tôi sẽ chọn cái người mà tôi chia sẻ thì tất nhiên đó là tôi, tức là vợ tôi sẽ chia sẻ cho tôi cái vị trí của cô ấy. Và chúng ta phải chú ý đó là cần phải bấm thêm cái nút share ở bên dưới bên góc bên phải này nữa thì cái tính năng chia sẻ mới chính thức được chia sẻ. Vâng, như các bạn có thể thấy ở đây thì sau khi mà tôi bấm cái nút share ở bên dưới đó thì cái biểu tượng, tức là cái avatar của tôi ở đây thì nó sẽ xuất hiện ở ngay đây, tức là cái điện thoại của vợ tôi này thì nó đang chia sẻ với tôi ở đây, tức là cái hình avatar của tôi ở đây. Và chúng ta có thể nhận thấy rằng thì đây là một cách rất là đơn giản để chúng ta biết được đó là chúng ta đang chia sẻ vị trí của chúng ta với ai. Và với cái điện thoại mà được chia sẻ thì đó là chiếc điện thoại của tôi, thì khi vợ tôi chia sẻ vị trí của cô ấy cho tôi thì nó sẽ báo về chiếc điện thoại của tôi. Chúng ta có thể thấy trên cái thanh thông báo notification này. Và tôi sẽ chỉ việc đó là tích vào cái thông báo đó và làm theo các bước để mà xem được cái vị trí của cô ấy. Và các bạn có thể thấy thì bây giờ thì tôi đã có thể xem được cái vị trí của cô ấy với cái biểu tượng đó là ba quả trứng ở đây. Và nếu mà tôi muốn chia sẻ vị trí của tôi cho cô ấy thì tôi có thể đó là gạt cái cần gạt này qua, tức là tôi cũng bật cái tính năng chia sẻ cái vị trí của bản thân tôi cho cô ấy biết. Thì trên cái tinh thần đó là cùng giám sát lẫn nhau thì tôi sẽ cũng chia sẻ cái vị trí của tôi cho cô ấy biết. Và tôi thì cũng chọn vào cái tính năng đó là không giới hạn thời gian, thì trên cái tinh thần đó là cùng giám sát lẫn nhau nên sẽ làm như vậy. Và sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút share ở đây, tức là chia sẻ. Và chúng ta có để ý đó là trên cái khu vực notification, trên cái thanh thông báo của cô ấy thì nó cũng xuất hiện một cái biểu tượng đó là thông báo tôi cũng chia sẻ cái vị trí của tôi cho cô ấy biết. Thì cái avatar của tôi bây giờ thì nó đã hiện sáng lên hơn, tức là nó hiện rõ hơn và cô ấy cũng biết đó là tôi đang ở đâu.
Và bây giờ thì các bạn có thể thấy đó là hai chiếc điện thoại này thì nó đang ở trong cái trạng thái đó là giám sát lẫn nhau, nhìn thấy nhau. Và để có thể kiểm chứng được điều này ấy, thì tôi cũng vào cái phần menu này và tôi sẽ chọn cái mục đó là Share Location. Thì tôi sẽ thấy được cái điện thoại của tôi thì cũng chia sẻ cái vị trí của tôi cho chiếc điện thoại của vợ tôi với cái biểu tượng đó là ba quả trứng ở đây. Và để thôi chia sẻ vị trí của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ bấm vào cái dấu nhân ở đây, tức là chúng ta sẽ thôi chia sẻ vị trí. Ở đây thì có một cái vấn đề mà tôi đang băn khoăn, đó là liệu khi mà vợ tôi di chuyển, tức là cái điện thoại màu đen này di chuyển, thì cái biểu tượng quả trứng này có di chuyển theo không? Nếu mà có thể theo dõi theo thời gian thực như vậy thì nó rất là tuyệt vời. Nó có thể nói là hoàn hảo, giống như cái phần mềm Glimmer mà đợt trước thì tôi có chia sẻ. Tuy nhiên thì cái phần mềm Glimmer đó thì nó giới hạn cho chúng ta trong thời gian đó là chỉ có 4 tiếng. Và nếu mà có thể theo dõi việc di chuyển theo thời gian thực, tức là di chuyển tức thì, tức là khi mà cái điện thoại màu đen này đi đâu thì cái biểu tượng ba quả trứng này trên chiếc điện thoại của tôi nó đi theo đó, thì quá là tuyệt vời thưa các bạn. Và có thể để kiểm nghiệm được cái điều này ấy, thì có lẽ là tôi phải chờ vợ tôi đi đâu đó, đi ra ngoài, và tôi sẽ kiểm tra xem cái biểu tượng ba quả trứng này nó có di chuyển theo hay không. Và bây giờ thì sẽ trả lại điện thoại cho vợ tôi. Vâng thưa các bạn, sau mấy ngày ở nhà thì hôm nay thì cô ấy chính thức mang chiếc điện thoại của cô ấy ra đường. Thì chúng ta có thể thấy rằng cái biểu tượng ba quả trứng này nó đã đi theo, tức là chiếc điện thoại thì đang đi theo cô ấy. Thì chúng ta có thể thấy thì cái biểu tượng ba quả trứng này nó đã đi ra xa cái vị trí của tôi ở đây. Và tôi đang băn khoăn là cái biểu tượng ba quả trứng này nó luôn luôn đứng im thưa các bạn, mặc dù cô ấy đang di chuyển. Điều này có nghĩa là gì? Thưa các bạn, thì có thể hiểu rằng cái chương trình theo dõi vị trí của Google Maps thì nó không có cập nhật theo thời gian thực. Tức là chúng ta muốn cập nhật vị trí của một ai đó thì chúng ta buộc phải bấm vào cái biểu tượng, cái hình. Chẳng hạn như ở đây thì tôi sẽ bấm vào cái biểu tượng ba quả trứng, tức là cái vị trí của cô ấy, thì tôi mới biết chính xác cô ấy đang ở đâu. Chứ cái biểu tượng ba quả trứng này nó không có di chuyển theo thời gian thực như là cái chương trình theo dõi vị trí của Glimmer. Và như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng thì đến đây thì cái chương trình, cái tính năng mới của cái bản đồ Google Maps này ấy, thì nó chỉ có thể đó là theo dõi vị trí một cách tức thì của ai đó, chứ không có theo dõi theo thời gian thực, tức là đi đâu ấy, thì cái biểu tượng chúng ta đang theo dõi này thì nó cũng di chuyển theo đến đó. Mà muốn biết vị trí chính xác của một người mà chúng ta đang theo dõi thì chúng ta sẽ phải bấm vào cái vị trí đó và chọn cái chức năng đó là cập nhật vị trí, thì chúng ta mới biết được đó là họ đang ở đâu. Và tất nhiên thì với cái điện thoại mà chúng ta đang theo dõi ấy, thì cần phải có cái dữ liệu data 3G hoặc Wi-Fi thì chúng ta mới có thể biết chính xác đó là họ đang ở đâu. Còn không có được cái dữ liệu data thì nó rất là khó khăn cho chúng ta biết được vị trí của họ, thì nó chỉ cập nhật được cái vị trí cuối cùng mà khi mà nó có cái tín hiệu data, tức là 3G hoặc Wi-Fi. Và nếu so sánh cái tính năng mới của Google Maps này ấy, so với cái phần mềm Where My Roy ấy, thì chúng ta có thể thấy thì nó tương đồng như nhau. Tuy nhiên với cái phần mềm Where My Roy ấy, thì nó có rất là nhiều những cái tính năng hay ho hơn mà các bạn đã thấy trong những cái video lần trước mà tôi đã trình bày. Tức là cái chương trình Where My Roy ấy, thì nó ngoài việc cập nhật cái vị trí ra thì nó có thể xóa dữ liệu của điện thoại, rồi chụp ảnh, rồi tải cái dữ liệu danh bạ của cái người mà chúng ta đang theo dõi. Tức là nó có những cái tính năng ưu việt hơn. Một phần vì cái chương trình Where My Roy thì nó có cái sự trả phí nên nó mới có thể làm được những cái điều đó. Vâng thưa các bạn, video về việc thử nghiệm những cái tính năng mới của Google Maps đến đây thì xin được phép tạm dừng. Qua đây thì các bạn có thể thấy cái tính năng mới của Google Maps thì nó cũng rất là hữu ích. Tuy nhiên thì nó có hạn chế ở một vài cái tính năng nhất định. Tức là nó đóng vai trò, nó là một cái tính năng theo dõi vị trí duy nhất. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.